Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. 15 năm thần Cbiz hóa tổng tài bá đạo, Nhất Bác Tiêu Chiến cứ tưởng đòi nợ thuê, trùm cuối bad boy chính hiệu. Rủ bỏ hình tượng lầy lội, ngoan hiền khi hóa thân thành tổng tài, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Dương Dương, Phạm Thừa Thừa khiến fan girl đứng ngồi không yên. Chiều tối hôm qua, Phạm Thừa Thừa đã tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới của một nhãn hàng tại trung tâm thương mại. Thời khắc xuất hiện, thiếu gia họ Phạm đã gây sốt với tạo hình bảnh bao, nam tính. Hoàng tử Dior Trần Phi Vũ cực ngầu về mái tóc vàng, càng trưởng thành, nhan sắc của nam minh tinh được đánh giá càng thăng hạng, gương mặt lạnh lùng, phong thái nam tính khiến fan nữ muốn truyền thái y. Cách tạo dáng có chút hư hỏng của Tiêu Chiến trên bìa OK từng gây sốt một thời, diện bộ vest đậm chất công sở, thần thái băng lạnh của nam ngôi sao được giới mộ điệu đánh giá chẳng thua kém gì người mẫu chuyên nghiệp. Vốn đã sở hữu gương mặt bad boy chính hiệu, khi khoác lên mình bộ vest đen, thái tử khôn càng trở nên cool ngầu. Với vóc dáng mạnh mai, với Nhất Bác dễ dàng cân mọi thiết kế âu phục. Trên bìa Baja danh giá, nam ngôi sao tốt lên khí chất high fashion, cách pose dáng chẳng mấy cầu kỳ cũng tạo nên xuất hình đỉnh cao. Chu Nhất Long, vest đen và Bạch Vũ đảm nhận vai trò gương mặt trang bìa cho tạp chí Baja, gần như không có sự tương tác nào, nhưng hai cast chính của Trần Hồn cũng làm cho hội hụ nữ quằn quéo. Danh sách này sẽ thật thiếu sót nếu thiếu Trương Hàn, từ trên phim cho đến ngoài đời thật. Nam ngôi sao đều thể hiện khí chất cao quý, lịch lãm chuẩn quý ông. Bố bỉm Nhậm Gia Luân cũng thường xuyên đảm nhận vai diễn cậu cả, gương mặt sắc sảo giúp anh chàng hợp hoàn toàn với tuyến nhân vật này. Ngoài đời, Nhậm Gia Luân cũng ngầu chẳng kém. Là một trong những gương mặt được các nhãn hàng thời trang nam săn đón, Lý Hiển khiến chị em độ rần rần với combo âu phục. Nam diễn viên thường xuyên diện loạt trang phục, phụ kiện xa xỉ đến từ Tom Ford, Prada, Burberry, Hermes, Cartier. Chu Nhất Long, Dương Dương tham dự Paris Men's Fashion Week 2020 với phong thái lịch lãm cùng vẻ đẹp nổi bật. Hứa Khải tạo điểm nhấn với nơ lịch lãm, mái tóc rẽ ngôi. Lý Dịch Phong nam tính vô cùng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.